Vlog kế tiếp của phiên dịch viên Interpreter Việt Nam. Xin chào các bạn. Một đề tài nằm trong một chuỗi câu hỏi mà tôi nghĩ là xứng đáng để làm một vlog để nói về nó. À, thật ra là hai vlog luôn. Một vlog là thế nào để thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp và vlog số hai về trong chủ đó là làm thế nào thành một phiên dịch viên giỏi. Thì Hai cái này tôi suy nghĩ thì có lẽ nó hơi khác nhau á. Cho nên là thấy nhiều bạn cũng hỏi là thế nào để giỏi và thế nào để chuyên nghiệp thì các chuyên nghiệp đã nói rồi trong một cái video khác các bạn nha các bạn mời các bạn xem lại còn hôm nay tôi sẽ nói về thế nào là một phiên dịch viên giỏi nhưng mà kết luận á, nó sẽ có một phần hơi khác một chút xíu thì bởi vì lúc nào tôi cũng sẽ có một cái quan điểm gì đó hơi uh, khác với mọi người suy nghĩ một chút cho nên là tôi sẽ muốn các bạn là xem đến tận cuối của video và theo cái dòng chảy như thế thì chúng ta sẽ có nhiều cuộc nói chuyện với nhau hơn ha mình hỏi là làm sao thành một người giỏi về môn gì đó thì đây là một khái niệm gây go đây tại sao các bạn bởi vì á giỏi nó rất là 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 gọi là khó khó diễn đạt á khó diễn tả thế nào là giỏi ví dụ như một cái nghề nào khác đi ha mình giả sử một ca sĩ đi một ca sĩ giỏi tức là ngoài hát hay ra anh ta còn giỏi về việc làm truyền thông về việc ăn mặc về việc ngoại hình hay là vũ đạo hay là có một nhà sản xuất tốt nữa đúng không thì tất cả những cái đó mới biến anh ta thành một người giỏi được thì trong nghề phiên dịch á đây là một cái ngành nghề mà phục vụ là chính tức là những cái kỹ năng kiến thức của chúng ta sẽ phục vụ cho một cái cuộc làm việc một sự kiện mà phần lớn nó sẽ là quan trọng bởi vì nếu mà quan hệ quốc tế rồi á thì không có sự kiện nào mà không quan trọng người ta lại mời phiên dịch hết trơn thông thường nếu mà sự việc nó đơn giản nhỏ nhỏ thôi thì người ta tự nói rồi các bạn những công ty mà đến với tôi hoặc là đội ngũ của tôi á thì thông thường họ nói rằng sự kiện này rất là quan trọng đúng rồi tôi công nhận điều đó tôi cũng rất tôn trọng những khách hàng của tôi khi họ nói như vậy. Như vậy nếu đã xác định á, là các sự kiện của khách hàng là quan trọng và đúng thật khi họ đã mời chúng ta thì tất nhiên là sự kiện nó quan trọng. Và họ muốn sự kiện của họ phải to be in safe hands, phải nằm trong những bàn tay tin cậy đúng không? Thì như vậy phiên dịch viên giỏi theo tôi định nghĩa là một phiên dịch viên hoặc nhiều phiên dịch viên mà có thể đảm bảo được sự thành công cho một sự kiện của khách hàng. Lý do mà có nhiều khách hàng thường tin tưởng giao sự kiện cho công ty của tôi á, À, kt đội ngũ phiên dịch viên cabin sự kiện là bởi vì họ tin chắc rằng sự kiện của họ sẽ thành công và họ không muốn thử nghiệm thử nghiệm thì nó đi kèm với mất mát nhiều lắm ha? khi nói thử nghiệm là experiment thì nó nó lại bao bao gồm cái chuyện là có thể thử và sai trial and errors các bạn nha tôi đã um, có những cuộc nói chuyện bên lề đó với các khách hàng của mình những công ty đa quốc gia nè rồi các doanh nghiệp nhà nước nè các doanh nghiệp tư nhân nè rồi các tổ chức quốc tế tôi hỏi họ là yêu cầu của anh chị dành cho phiên dịch là gì tại sao anh chị yêu cầu người phiên dịch là là chúng tôi thì họ nói thế này các bạn ạ à. yêu cầu cho phiên dịch á, là phải nhảy bén nè phải có đủ kiến thức để phục vụ cho buổi hôm đó về lĩnh vực của khách hàng rồi người phiên dịch đó phải có thời gian đọc trước tài liệu nè phải có tinh thần hợp tác rồi có cách mà để mà làm việc với họ một cách thoải mái dễ chịu á Ngoài ra còn cần một cái khả năng diễn đạt tốt Tất nhiên là bằng cả hai ngôn ngữ các bạn nha Tại vì không có chuyện dịch Anh Việt tốt mà Việt Việt Anh lại không tốt Như vậy thì khách hàng cũng không thích lắm Dĩ nhiên có một cái ngôn ngữ mạnh hơn ngôn ngữ kia Thì cái đó tôi đồng ý Và khả năng diễn đạt nữa Khả năng diễn đạt là cái gì? Là khả năng diễn đạt cả hai ngôn ngữ Tức là từ Anh sang Việt là tiếng Việt phải tốt Và Từ Việt sang Anh là tiếng Anh phải tốt Phải dễ hiểu rõ ràng các thứ Mà đúng ý nữa, phải không? À, mà nhất là dịch cabin thì nó phải song song có nghĩa là rất là nhanh cho nên là cái chuyện mà phản xạ của người đó phải tốt và có cái nơi kiến thức bởi vì các bạn biết không có một câu nói nổi tiếng trong tiếng pháp á, là cái sự tự nhiên nó giống như con ngựa bất kham á khi mà chúng ta càng đánh đuổi nó thì nó càng quay trở lại nhanh hơn có nghĩa là nếu các bạn cứ giả vờ là mình hiểu biết thì một hồi nữa lộ ra thôi trong cái lúc áp lực nó nhiều quá vậy thì lộ ra hết chân tướng nó kỳ lắm đúng không cho nên là thật sự á, người dịch là một người phải thành thật với mình thành thật với khách hàng luôn rồi cái nữa là phong độ phải ổn định có nghĩa là không không thể hôm nay anh làm tốt ngày hôm sau anh làm không tốt bởi vì khách hàng nhìn thấy anh hôm trước rồi thì chắc chắn là sẽ muốn là phong độ ở, ở thời điểm đó là giống như vậy khi làm cho họ như vậy bất kể là chúng ta như thế nào như nữa thì chúng ta phải giữ cái phong độ đúng như vậy nghĩa là cầu thủ đá thì phải phong độ đều đều chứ đâu phải cứ trồi sụt lúc mạnh lúc yếu được không không tại sao tôi biết những chuyện này các bạn là có lần tôi nói chuyện với hiệp hội cao su việt nam tức là vra vietnam rubber association thì Bên đó họ nói thế này, các khách hàng này quen thuộc với tôi trong năm 6 năm qua, năm nào cũng làm cho họ hết những sự kiện quan trọng. Thì họ nói là họ bút tôi trước cả 6 tháng hay là là 7 tháng gì đấy. Bởi vì họ tin rằng tôi sẽ làm tốt công việc đó và phong độ ổn định. Có ngày lúc nào cũng cũng ổn, cũng làm được công tác nó, nó đúng, đảm bảo được sự kiện của họ thành công. Sự kiện của họ dù là dịch cabin hay là dịch trên sân khấu hay là làm gala dinner gì đấy thì MC song ngữ gì đấy thì đội ngũ của tôi vẫn có thể làm một cách ổn định và rất là tốt nha quay trở lại một bước back one step về chuyện gì về chuyện là khách hàng yêu cầu như thế rồi người phiên dịch phải làm sao để thành một phiên dịch giỏi nè thí dụ khách hàng yêu cầu là phải nhảy bén nè phải đọc tài liệu tốt có kiến thức tốt nè rồi kỹ năng dịch cũng phải tốt nè à, rồi hợp đá với khách hàng nè tất cả cái đó đều luyện tập được hết nha tất cả luôn trong thời gian khoảng năm ha tôi có nói trong vlog trước tuy nhiên cái khả năng diễn đạt và phong độ ổn định đó, là một cái nó khó vô cùng và cái đó không định lượng được các bạn bởi vì á, các bạn có thấy là mình đôi khi mình thích hay là không thích một người nào đó cái lý do nó rất là không thể định nghĩa được bằng bằng số lượng không mình đâu có nói là người đó làm cho mình thích bao nhiêu lần trong câu nói không đúng không cái đó là định tính nó là qualitative mà nó hãy là định tính rồi á tức là không phải định lượng nữa thì khả năng diễn đạt và phong độ chính là hai cái yêu cầu mà theo tôi nghĩ là nó cảm nhận thôi người ta cảm nhận được bên trong thôi như vậy hai cái này nó khó và hai cái này chỉ có được ở một người mà thường xuyên liên tục làm việc phiên dịch nhớ ha tức là thường xuyên và liên tục làm phiên dịch và ở mức độ thành công nữa kìa thì mới là ví dụ á mình nói phong độ gì đó mà ở cái cấp thấp thì không nói làm gì hôm nay nó nói phong độ là phong độ ở cái điểm mà tương đối cao trở lên tới cao nha còn nếu nói ổn định mà ổn định nó ở mức vừa vừa thì người ta không cần ha. Đây ví dụ nè. Các bạn có thấy tại sao một cái nghề mà đánh giá bằng cái số giờ thực tập công việc rất là nổi, nổi bật đó là nghề gì? Nghề phi công. Ý tôi là phi công lái máy bay á. máy bay lớn á, máy bay thương mại á nha. Ở đây thì các bạn thấy á, phi công á, người ta nói là phi công A là có 10.000 giờ bay, phi công B có 100.000 giờ bay chẳng hạn an toàn. kèm chữ an toàn nha. Chứ không phải là 100.000 giờ bay mà không biết. Như vậy thì sao? Tại sao người ta nói là phi công đó có một cái bề dày thành tích an toàn như vậy? Bởi vì có khả năng là hai tiếng đồng hồ tới hoặc 10 tiếng đồng hồ tới ngồi trên máy bay của anh ta là 10 tiếng đồng hồ an toàn. Khả năng cao là như thế. Ổn định bạn ha. Còn nếu một người mà lâu lâu mới lên máy bay đó, thì cũng hơi khó. Thật sự à, nó sẽ có cái gì đó nó, nó không có được tốt bằng. đương nhiên là tôi sẽ nói rằng khi mà người ta học kỹ năng phải đủ một cái trình độ nào đó thì mới được giao cho máy bay rồi đương nhiên cái người mà lái thường xuyên á, thì sẽ có những cái nó nhạy bén hơn hay là nó nhẹ nhàng hơn có những phi công đáp rất là nhẹ nhàng chẳng hạn vậy ha tôi chỉ đơn, đơn cử ví dụ thôi những điều mà tôi kể trên đó là quan điểm của khách hàng về chuyện một người phiên dịch giỏi là thế nào nhưng ngoài ra đó tôi cũng muốn nói với bạn một điều hồi đầu cái clip tôi có nói là tôi sẽ kết luận một cái điều hơi khác khác một chút so với quan điểm thông thường bởi vì tôi nghĩ thế này qua 20 năm làm việc nghề phiên dịch với hàng ngàn sự kiện và hàng chục ngàn diễn giả mà tôi đã từng nghe và dịch cho họ cả hai ngôn ngữ thì tôi mới thấy thế này thực sự cái càng ngày công việc nó càng dạy tôi cái tính khiêm tốn ở chỗ là mình có giỏi hay không điều đó đâu có quan trọng lắm đâu các bạn tại vì một người có giỏi hay không là do khách hàng đánh giá chứ không thể do tự người đó đánh giá được người đó không thể nào đánh giá là ờ, À, tôi tôi làm được mọi thứ tôi rất là giỏi chẳng hạn nói như thế là không được tức là người ta quan niệm là kết quả cuối cùng mới là quan trọng ví dụ khách hàng là người đánh giá chính xác nhất và nếu mà hàng chục ngàn khách hàng đánh giá là một người dịch đó giỏi và họ giới thiệu cho nhau thì đó là một cái phần thưởng mà người phiên dịch có được phần thưởng đó không phải xuất phát từ chuyện người đó giỏi mà là người đó phù hợp với những sự kiện của khách hàng ở phù hợp tôi muốn nói rằng cũng giống như chúng ta nhìn một người chúng ta có một cái cảm tình chúng ta thấy rằng người đó thành thật người đó tốt người đó có kiến thức người đó cảm thấy là phù hợp với sự kiện và với cái sự thành công người đó đem lại cho nhiều sự kiện khác nữa thì diễn là cân đông đo đếm thì có cái gì đó và khách hàng có quyền lựa chọn cái điều đó nha và tôi tin chắc rằng cái chuyện phù hợp là quan trọng do đó tôi xin kết luận video này bằng cách nói các bạn rằng các bạn giỏi bao nhiêu không quan trọng các bạn có đem lại thành công cho khách hàng hay không mới là điều quan trọng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog series interpreter skills and knowledge của kênh youtube về diễn viên interpreter Việt Nam. Các bạn biết á, nhiều khi cái niềm vui của một người nó đơn giản lắm. Trên youtube thì đây là thống kê youtube. Tôi coi và tôi cũng vừa mừng vừa chưa mừng lắm là các bạn xem youtube của tôi nhiều nhưng mà 50% chưa có subscribe. Cho nên là nhắc nhở luôn các bạn nào mà chưa subscribe thì làm luôn bây giờ nha. Bấm đăng ký subscribe và bấm cái chuông luôn á, nó hiện chuông lên á là theo dõi tất cả các nội dung mới của tôi. Và cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp lại trong các video sau.